Chốt dân quân thường trực cây Mít Mọi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là một trong 32 chốt dân quân biên giới được địa phương đầu tư xây dựng công trình chiến đấu vững chắc, bảo đảm cho công tác phối hợp giữa các đồn trạm biên phòng trong khu vực, cũng như bảo đảm phòng thủ từ xa khi có tình huống. Các chốt đều được đầu tư chính quy, tạo điều kiện thuận lợi cho dân quân sinh hoạt, công tác tốt. Cùng với đó, các chốt cũng chú trọng làm tăng gia sản xuất, góp phần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Bản thân cũng như là toàn bộ chiến sĩ lực lượng dân quân của chốt thì luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời là thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, thường xuyên tuần tra kiểm tra, bảo vệ các cột mốc biên giới trên địa bàn. Bên cạnh triển khai xây dựng các chốt dân quân biên giới, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng các điểm khu dân cư biên giới, bố trí xen kẽ với các đồn trạm biên phòng, tạo thành thế trận liên hoàn vững chắc. Từ năm 2019 đến nay, thực hiện đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành 21 điểm với 115 căn nhà. Nhiều điểm dân cư đã phát triển thành cụm dân cư biên giới, như điểm dân cư Bảo Năng, huyện Bến Cầu, đã có 45 hộ dân đến sinh sống lao động. Hiệu quả của đề án đã tạo ra sức sống mới trên vùng biên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thì huyện cũng đã phối hợp cùng với lại ủy ban tỉnh và quân khu 7 cũng đã xây dựng được 3 cái cụm dân cư biên giới, rồi 4 cái chốt dân quân liền kề ở dọc trên tuyến biên giới. Trong cái thời gian vừa qua là trên địa bàn của huyện thì nói chung là tình hình an ninh chính trị cũng được ổn định giữ vững và các cái hộ dân này cũng phải nói là có cái điều kiện cuộc sống cũng ổn định. Là địa phương có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống với nhiều tín ngưỡng khác nhau, nên lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh chú trọng công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó quân dân các dân tộc anh em. Từ đó, nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, xây tặng các công trình sinh hoạt văn hóa, thể thao, nhà tình nghĩa quân dân cho các cơ sở tôn giáo. Việc làm ý nghĩa này góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo, đồng hành cùng lực lượng vũ trang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban ban hành dự án đề án xây dựng khu vực thủ và tham mưu để chỉ đạo xây dựng đề án khu vực thủ của các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm đầy đủ trên 3 tiềm lực được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và quân khu đánh giá cao, xây dựng 35 chốt nhân quân thường trực, xây dựng hoàn chỉnh cái hệ thống công trình nhân cốt của tỉnh, của huyện, góp phần từng bước hoàn thành thế trận khu vực thủ tỉnh liên hoàn vững chắc. Lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao là cái tính chủ động, sáng tạo và cái tính hiệu quả trong công tác tham mưu của lực lượng vũ trang trong suốt thời gian qua. Thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, thì lực lượng vũ trang Tây Ninh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện thí điểm và bây giờ thì cũng đang tiến tới đại trà là xây dựng các cái cụm dân cư biên giới gắn liền với các chốt dân cư biên giới và đã và đang là một trong những mô hình có hiệu quả tạo ra cái thế trận về quốc phòng toàn dân trên khu vực biên giới. Bên cạnh đó thì lực lượng vũ trang tỉnh nhà cũng luôn là chủ động thực hiện rất tốt và có hiệu quả cái công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong cái vùng tôn giáo và cái vùng đồng bào dân tộc, tạo nên cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ rất là đẹp trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Là địa bàn chiến lược, hướng phòng thủ quan trọng phía Tây Nam Tổ quốc, Tây Ninh luôn sát sao việc xây dựng thế trận lòng dân, tạo nên nền tảng vững chắc của thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững trận địa tư tưởng, xứng đáng với truyền thống Tây Ninh, trung dũng, kiên cường.